Chào các bạn, hôm nay chúng ta đến với chuyên đề 6, chuyên đề đọc hiểu Reading Comprehension với phần luyện tập thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn tiếng Anh năm 2020-2021 trên báo Thanh Niên. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần Close Test. Các bạn thấy một cái đoạn văn khá dài và thường đối với cái phần đọc hiểu thì chúng ta cảm thấy ngán. Và rất nhiều bạn sẽ hoặc là đánh lụi, hoặc là chúng ta không có chịu đọc. Các bạn cứ nhìn qua rồi các bạn cảm thấy ngán. Thì bây giờ chúng ta cứ từ từ luyện các bạn nhé. Giả sử đây là cái đề. Bây giờ mời các bạn chúng ta nhìn đoạn đầu tiên. Các bạn đọc trước đáp án bên dưới, rồi các bạn hãy lên tìm những thông tin trên bài đọc. Chúng ta tránh tình trạng nhìn thẳng vào bài đọc, chúng ta sẽ rất là ngán và từ đó dẫn tới cái cảm giác là chúng ta chán và chúng ta sẽ buồn. Bây giờ các bạn hãy nhìn câu 1. Người ta hỏi ở câu 1 là theo đoạn đầu thì cái nhóm nào sau đây? Is likely to, cái là có thể, là may đó các bạn. Có thể lo lắng về cái cách sử dụng Internet của trẻ em. Thì các bạn nhìn cái câu đầu tiên nó vẫn là câu topic sentence các bạn ha. Bây giờ chúng ta nhìn câu đầu tiên, rồi chúng ta xuống câu thứ hai. Chúng ta xuống câu 3. Chúng ta xuống câu 4. Và bây giờ là although. Các bạn đọc kỹ cái hàng mà tôi gạch đích. Đây là đoạn cuối cùng của đoạn 1, đó là conclusion của đoạn 1. Từ câu này thì các bạn có thể chọn đáp án được rồi đó các bạn. Đáp án của chúng ta sẽ là câu A, đó là bậc phụ huynh, là cha mẹ. Tiếp tục đoạn 2 các bạn nhé. Rồi, thời gian vừa rồi là chúng ta đã đọc xong 4 câu đáp án đó các bạn. Trong những cái căn phòng chat như vậy thì người ta giao tiếp mặt đối mặt. Người ta có thể cho những cái ấn tượng sai. Bạn có thể biết được ai mà bạn đang nói chuyện và cha mẹ và con cái giao tiếp với nhau. Qua những ý này chúng ta nhìn lên đoạn văn. Chúng ta tìm ngay các bạn. Các bạn thấy cái câu này. Vậy thì đáp án chúng ta chọn sẽ là câu A các bạn ha. Trong cái phòng chat đó thì chúng ta sẽ giao tiếp mặt đối mặt. Directly with one another. Chúng ta sẽ có thể giao tiếp trực tiếp với người khác các bạn ha. Fighting, fighting. Giúp bạn tự tin. Thì tốt. Mời các bạn tiếp tục với câu 3. Cái từ pass them off as có nghĩa là gì các bạn? Như vậy sẽ có những cái trường hợp nơi mà con cái bị bởi người lớn là những người mà, như vậy cái who này nè, nó sẽ bổ nghĩa cho cái Eden đứng trước đúng không các bạn? Những người gì mà con cái họ và cho những thông tin. Vậy thì chúng ta có thể chọn đáp án trong câu này là câu C, giả vờ đó các bạn. Những người lớn người ta giả vờ giống như là người ta là những đứa bé, người ta đóng vai mình giả sử như mình là những đứa con. Mời các bạn tiếp tục với đoạn số 3.
Ở câu số 4 các bạn. Vậy thì các bạn có thể hiểu gì về cái từ face to face, mặt đối mặt? Những cái cuộc họp mặt đối mặt được đề cập trong đoạn 2. Rồi, thời gian vừa rồi là chúng ta đã xong ABCD các bạn ha. Tất cả những người trong cái nhóm chat này, họ có thể có hại đối với con cái, họ giúp để giao tiếp tốt hơn và cho con cái chúng ta những thông tin sai. Vậy thì chúng ta gói gọn lại, khoanh ý các bạn. Thỉnh thoảng thì những người lớn này họ cố gắng sắp đặt mặt đối mặt với những cái nạn nhân mà không có thể nghi ngờ được. Và gì đó, vậy thì từ đây các bạn có thể chọn đáp án là câu B các bạn ha. Chúng ta tiếp tục câu số 5 các bạn. Trong đoạn 3, các bạn đọc nhanh đáp án A, B, C, D. Rồi chúng ta nhìn lên đoạn văn. Các bạn thấy không phải tất cả những thông tin trên net đều chính xác. Và một số cái thì là nhầm, là sai đó các bạn. Rồi bố mẹ lo lắng là con cái của họ có thể gì. Và chẳng hạn như là từ đây chúng ta có thể chọn đáp án là câu D các bạn ha. Số lượng lớn những thông tin sẵn có. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ. Và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình, bắt đầu từ trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Chúng ta qua câu số 6 các bạn. Trên đoạn văn này chúng ta có thể hiểu gì các bạn? Mình thấy nè, Internet thì có những cái tiềm năng tốt nè. Rồi nó cũng dẫn đến một số các câu hỏi nghiêm trọng, những cái vấn đề nghiêm trọng về cái cách sử dụng thích hợp nè. Rồi cách bảo vệ cho con cái của chúng ta rất là cần thiết. Rồi bố mẹ không nên do dự để và sự tự do ở trên Internet gì đó sẽ dẫn đến gì vân vân vân. Vậy thì qua những ý này, đáp án được chọn cho câu 6. Đoạn văn gửi cho chúng ta ý tưởng đó là không đủ những cái supervision, sự giám sát trên Internet các bạn ha. Chúng ta tiếp tục câu số 7. Tác giả tin rằng con cái học rất nhiều điều từ Internet, từ net. Không nên được phép sử dụng net. Không nên không giám sát tiếp cận net và nên được phép sử dụng net ngày hôm nay. Vậy thì, theo các bạn, câu 7 đáp án được chọn là câu C các bạn ha. Parents shouldn't hesitate to intervene. Chúng ta bỏ qua đoạn 2, đoạn 3, chúng ta đi lại từ cái hàng trên và đoạn dưới cùng để chúng ta làm đáp án câu số 8 các bạn. Quan điểm chính của tác giả là cố gắng nói gì về Internet, đó là nguy hiểm, cung cấp những sự tiếp cận không giới hạn đối với những thông tin, có lợi và chỉ nên được dùng bởi người lớn thôi.
Như vậy ở cái đoạn này, câu này và câu này, các bạn chọn đáp án cho câu 8 là... Câu A. Có thể nguy hiểm. Chúng ta không thể cấm ở lứa tuổi trẻ con, ta cũng không thể cấm với lứa tuổi người lớn các bạn ha. Nhưng chúng ta biết rằng là Internet nó cũng có thể là nguy hiểm. Cảm ơn các bạn đến với chuyên đề 6 về phần đọc hiểu Clotest. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui. Chúng ta làm bài thật nhiều để có kỹ năng làm bài đọc hiểu cho kỳ thi sắp tới. Xin chào các bạn. Năm 2021, Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển bao gồm xét kết quả thi trung học phổ thông, xét điểm học bạ trung học phổ thông dựa trên một trong 3 tiêu chí. Tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0, tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm. Thi tuyển đầu vào cho trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức, xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và theo diện cử tuyển.